Xin chào tất cả anh chị và các bạn, tôi là Quốc Khánh. Hiện tôi đang làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và tôi đang quản lý tại khu vực Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Này, Khánh đang ở ấp 2, cầu Sắt, xã Bình Thới. Và Khánh đang có mặt tại ao nuôi của một vị khách hàng mình. Anh ấy là có hai ao nuôi lót bạc bờ và cũng như là một ao lắng rất là lớn bên đây. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và anh ấy đã quyết định tham gia mô hình thả thưa của công ty OBS để giúp cho anh ấy tỷ lệ thành công cao hơn. Và cũng như là quan trọng gì, chi phí của anh ấy luôn luôn ở size 100 con luôn luôn là 50.000. Một chi phí rất là tốt hiện nay. Đối với một chi phí là 50.000 một ký tôm size 100 con thì hiện nay giá bán 100 con tại khu vực Bình Đại của mình hôm nay đang khoảng 83.000. Đây là một cái giá rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta nuôi ở xa này mà chúng ta khoảng chừng một cái ao như thế này mà chúng ta thả khoảng chừng 150 thiên thì mật độ nó dao động khoảng từ 70 con một mét vuông thôi các anh chị các bạn, thì đâm ra lợi nhuận của chúng ta rất là tốt trong cái thời điểm này, đó là 30.000 cho một ký tôm. Đây là một điều rất là tuyệt vời, một tín hiệu tốt cho ngành tôm của chúng ta. Và anh đang có hai ao nuôi, mỗi ao là diện tích là khoảng được 1.600 mét vuông và một ao lắng rất là tốt. Thì hiện nay khu vực của anh là cùng một cái khu vực có tỷ lệ phèn cao nên anh đang sử dụng những dòng đó là hạ phèn ETDA Romit của công ty OBS và cũng như là sử dụng thêm là dôi đen đã được nhiều bà con Bình Đại mình sử dụng. Nó giúp cho cái đáy nó im hơn và cũng như hạ giảm được cái lượng phèn trong ao nuôi của chúng ta. Và đối với ao này thì anh đã thả và tôm này khoảng 10 ngày, nhưng mà do nuôi ở mật độ thưa thì chúng ta thấy là cái màu nước nó rất là bẩn và có độ trong tốt, tại do anh đang ăn ở mức độ vừa phải và hiện nay làm ao này cũng mới chà quạt xong. Các anh chị các bạn thấy là nước rất đẹp và ao bên kia anh chuẩn bị xuống giống khoảng 15 ngày nữa là bắt đầu anh xử lý anh xuống giống. Thì tín hiệu tốt từ giá tôm cũng như là anh cũng được Khánh chia sẻ những cái giải pháp nuôi tôm trong thời điểm hiện nay và anh đã quyết định quay lại ngành tôm. Thì đối với thời điểm giá thấp khoảng chừng một tuần trước thì anh chị các bạn, nếu mà chúng ta nuôi tôm ở mà chi phí là 10.000 một ký tôm size 100 con thì chúng ta lợi nhuận cũng ít nhất cũng phải là 15.000 cho một ký tôm. Thì chúng ta ao này chúng ta thâu được cái sản lượng khoảng 1,5 tấn thì chúng ta đã có được 21 triệu trong cái thời điểm hiện nay. Và cũng như là gì, chi phí tiền điện các thứ là mình đều tối giản hết. Cái gì các bạn thấy không, dàn quạt anh đã rút bớt hết một tiếp nè để chạy cho nó nhẹ điện hơn. Và tôm nhỏ thì thật sự là chúng ta chạy chừng một vàng này thôi, đến khuya chúng ta lên thêm một vàng nữa, còn ban ngày thì chúng ta có thể là chạy cho nó 4 vàng để đảo nước trong vòng nửa tiếng đồng hồ là được rồi, là chúng ta có thể tiến hành bắt đầu cho tôm nó ăn. Và những sản phẩm mà anh hay sử dụng tại đây thì đó là những sản phẩm gan tạc định kỳ Herba Hết với liều là 2,5 lít cho 1.000 mét khối nước, định kỳ là 7 ngày chúng ta tạc một lần. Thì trong quá trình nuôi khoảng 2 tháng thì anh ấy tạc khoảng 8 lần, thì tổng chi phí nó cũng chưa được 5 triệu bạc đối với hàng khuyến mại của OBS và những cái voucher. Và thức ăn thì anh đang sử dụng thức ăn OBS luôn với đạm 40 là 28.000. Và cũng như là về những sản phẩm vi sinh thì giống là gì, Zbon 45.000, Solobac 55.000, Hambio giá cực kỳ tốt luôn. Và Hambio đang được tặng kèm theo thức ăn nữa. Đây là một điều rất là tuyệt vời đối với anh khi giá mua giá trị tiền mặt của công ty OBS. Và trong quá trình nuôi thì anh ăn là gan ruột sang kẻ, thì cử gan đó là hơi cua với liều 10ml, Inuli 5ml kèm theo là beta glucan tăng sức đề kháng trong những thời điểm mà mưa gió khó khăn như hiện nay. Và có thể là kèm, đối với tôm nhỏ thì có thể kèm thêm là 50ml Nutribot. Và cử đơn ruột thì là gì, Bigon ủ với Lactic Plus với liều là 15ml kèm theo Rilsit One Quirim với liều là 5g cho một ký thức ăn. Thì tổng cộng hết chi phí một ký thức ăn mà làm chúng ta trộn trong thời điểm này thì khoảng đâu đó khoảng từ 5-6 ngàn cho một ký thức ăn. Nó rất là rẻ luôn. Và khi mà các chị các bạn sử dụng những sản phẩm mà hỗ trợ định kỳ đối với mật độ thưa này đều là rất là tốt. Và thêm nó khoáng, nó là gì, khoáng này anh đang sử dụng khoáng Cadamit với giá là 140.000 một bao 10 ký, cũng như là khoáng Silic thì đối với là 120.000 một bao 10 ký. Thì định kỳ là chúng ta khoảng 5 ngày chúng ta đánh một lần với liều là 3 ký cho 1.000 mét khối nước. Chi phí nó cũng rất là rẻ. Đối với Khánh tính chi phí sơ bộ cho anh á, thì suốt buổi nuôi này anh sử dụng chi phí hết khoảng 75 triệu cho 150.000 con bot là 1,5 tấn tôm. Nếu mà về xa được 100 con và lợi nhuận anh có thể đạt được khoảng 22 triệu đối với cái thời điểm giá thấp nhất. Nhưng mà đối với giá này thì anh đạt được lợi nhuận ít nhất phải 35 triệu. Đây là một tín hiệu rất là tốt trong thời điểm hiện nay. Và sau khi trừ hết chi phí luôn nha anh kia, các anh chị các bạn, giống thì cũng thả giống rẻ tiền thôi, 60 đồng một con thôi. Nếu mà mua combo voucher nữa thì có thể là giá nó có 40 đồng một con. Thì cũng cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video này. Các anh chị các bạn cần phương pháp nuôi tôm như thế nào, cần tư vấn hỗ trợ tôm như thế nào, và quan trọng là gì, nuôi tôm giá rẻ như thế nào, trong thời điểm này có thể liên hệ Khánh qua số điện thoại 0933 116 998. Khánh có thể hỗ trợ các anh chị các bạn bất kỳ lúc nào. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.